Cô gì chúc anh em xem phim vui vẻ. Tôi đập hết lũ sát sống dám cản đường. Vương Hạo bước vào. Phan ca, có chuyện cần anh quyết định. Chuyện gì, anh nói đi. Chúng ta giờ không phải đang làm dự án bất động sản sao? Trước đó tôi đã dẫn người từ các căn cứ lớn sửa chữa xong hết tường thành rồi. Sau đó lại dẫn anh em trong căn cứ thống kê tất cả các tòa nhà và biệt thự còn nguyên vẹn trong thành. Bây giờ chỉ cần dẫn người dọn dẹp một số tòa nhà đổ nát. Có thể nói về mặt cơ sở vật chất thì không có vấn đề gì, nhưng người sống sót đến Trường An của chúng ta quá ít. Tôi nhớ là ở các thành phố xung quanh Trường An, số người sống sót chạy ra ngoài không ít mà. Trước đó Giang Sơn lão ca còn nói, bây giờ trong các thành phố lớn ở Tây Vực thì Trường An có trật tự an ninh tốt nhất. Rất nhiều người sống sót đều đang đến Trường An. Vốn dĩ là như vậy không sai, nhưng không biết vì lý do gì, số người sống sót có thể đến được Trường An rất ít rất ít. Tôi đại khái thống kê một chút, trong đó số người sống sót đến được Trường An không đến 1/60 dân số chạy ra ngoài từ các thành phố lớn. 1/60. Nếu nhóm người sống sót này toàn bộ đều có thể thuận lợi đến Trường An thì sẽ mang lại một sự giàu có vô cùng to lớn. Nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân cắt đứt con đường tài lộ của tôi, chính là dùng dao cắt vào tin tôi. Tôi lập tức cầm lấy bộ đàm, lục ly đến phòng khách tầng 2. Đã rõ thưa sếp. 2 phút sau, khói tan đi, lộ ra thân ảnh của lục ly. Sếp tìm tôi có việc gì? Có chuyện rất quan trọng, bảo anh em đi điều tra xem những người sống sót chạy từ các thành phố lớn xung quanh đến Trường An, tại sao chỉ có rất ít một bộ phận đến được Trường An? Là do zombie tấn công hay là vì nguyên nhân gì khác? Tất cả đều phải điều tra cho tôi rõ ràng minh bạch. Sếp, tốc độ phải nhanh. Vương Hạo, anh trước tiên dẫn anh em tiếp tục dọn dẹp các tòa nhà đổ nát. Nếu nhân lực không đủ, có thể trưng dụng người từ các căn cứ khác, lớn nhất là cho họ chút lương thực làm tiền công lao động. Tóm lại một câu, tôi muốn để thành Trường An khôi phục lại sự yên bình và phồn hoa trước tận thế. Đã rõ Phan ca. Nói xong anh ấy rời khỏi tầng 2. Tôi lấy ra một đồng bạc, tiếp nạp tinh thạch năng lượng, bắt đầu tu luyện. Nhất định phải nhanh chóng nâng cấp dị năng lên. Còn 20 ngày nữa, Tuyết Nguyệt Thiên Huyền sẽ mở ra. Trước lúc đó, tôi nhất định phải tập hợp đủ 5 hệ thức tỉnh. Hệ thức tỉnh tương ứng với sức mạnh sáng tạo. Đã có 2 cái rồi, còn thiếu 3 cái. 2 giờ sau, tôi tỉnh dậy từ tu luyện. Dị năng của tôi đã tăng lên cấp 4. Sếp đã tra ra nguyên nhân số lượng người sống sót giảm mạnh rồi. Nhanh nói cho tôi biết. Qua điều tra của chúng tôi, người sống sót từ các thành phố lớn xung quanh, quả thực có rất nhiều đang di cư đến thành Trường An của chúng ta. Mặt thành Trường An ba mặt núi bao quanh, lưng tựa tứ thủy, muốn thuận lợi đến được thành Trường An, nhất định phải đi qua một con đường hiểm yếu. Đó chính là thành Thiên Khởi nằm ở phía đông nam Trường An của chúng ta. Mà theo điều tra được biết, rất nhiều người sống sót khi đi qua thành Thiên Khởi đều bị giữ lại. Đã tra ra nguyên nhân giữ lại chưa? Đã tra ra, thành Thiên Khởi đối với tất cả người sống sót đi qua đòi tiền qua đường với số tiền lớn, mà phần lớn người sống sót căn bản không đóng nổi, hoặc là không muốn đóng. Bất đắc dĩ, rất nhiều người sống sót đành phải quay đầu trở về, hoặc đơn giản là ở lại thành Thiên Khởi. Hành vi chiếm đoạt này, đòi tiền qua đường số tiền lớn, chẳng phải là cướp công khai sao? Tức chết người. Ý tưởng thu phí qua đường này tôi còn chưa dùng, lại bị người ta giành trước một bước, có thể nhịn được sao? Thành Thiên Khởi à, loại hành vi bóc lột người sống sót này thật đáng phẫn nộ. Từ cấm chi đỉnh của ta không thể ngồi nhìn, trơ mắt nhìn đồng bào Hoa Hạ bị Thành Thiên Khởi bóc lột. Xếp ký của anh là như vậy. Lục Ly, trước tiên cậu phái người lẻn vào Thành Thiên Khởi, tra rõ cho tôi bây giờ ai đang quản lý Thành Thiên Khởi, còn thực lực của đối phương như thế nào, có những lực lượng nòng cốt nào. Tất nhiên điều quan trọng nhất là họ thu được nhiều tiền qua đường như vậy đều giấu ở chỗ nào. Chỗ đó tôi nhất định phải đến thăm. Đã rõ, 2 ngày nữa tôi sẽ đến Thành Thiên Khởi một chuyến, vì đồng bào Hoa Hạ mà thi hành chính nghĩa. Phan ca, lần này cho tôi đi cùng nhé. Có thể, gọi thêm Tiểu Lâm Tử. Vào thời khắc then chốt, bệnh thối chân của cậu ta có thể phát huy tác dụng ngoài sức tưởng tượng. Được thôi, Hạo Tử, anh đi với tôi. Nhưng công việc trong tay không được bỏ dở. Đợi chúng ta từ Thành Thiên Khởi trở về, rất nhiều người sống sót sẽ đến thành Trường An. Lúc đó ngành bất động sản sẽ bước vào thời kỳ bùng nổ. Yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. 2 ngày này tôi đều đang tập trung thời gian tu luyện. 2 ngày sau, hệ hỗn độn của tôi đã đến bên bờ đột phá. Chỉ thiếu một chút cơ duyên là có thể đột phá đến bạc đoàn. Còn hệ phục hồi đột phá đến cấp 7, hệ chế tạo đột phá đến cấp 5. Tôi dẫn Bạch Linh bước ra khỏi biệt thự. Chủ nhân, người định đi đâu vậy? Đi Thành Thiên Khởi làm chút chuyện. Mang tôi đi cùng đi. Lần sau nhé, cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Đợi tôi về, có thể kiểm tra năng lực nghiên cứu khoa học của cô cả đêm. Đúng rồi, cô còn một việc quan trọng phải làm. Tiếp tục tìm kiếm người mang dấu ấn xích nguyệt tiếp theo. Còn chưa đến 20 ngày nữa huyết nguyệt thiên huyền sẽ mở ra. Tôi phải thu thập càng nhiều dấu ấn huyết nguyệt càng tốt. Yên tâm đi, tôi đã phải tiểu biến phúc đi rồi. Lâm Tử Nghiệp và Vương Hạo đã đợi ở cửa một lúc lâu rồi. Tiểu Lâm Tử, tất và giày đều đã thay chưa? Yên tâm đi đại ca, giày và tất đều đã thay mới. Hơn nữa, giày sử dụng chất liệu nano và 18 đạo công đoạn bịt kín, tuyệt đối sẽ không xông vào anh đâu. Hy vọng là vậy. Đi Thành Thiên Khởi làm chút chuyện. 3 người đến bên hồ A Khôn ở sân sau. A Khôn, đi với ta đến Thành Thiên Khởi ăn tiệc. Nghe đến ăn tiệc, A Khôn lập tức từ dưới nước vọt lên. Phan anh đại ca, vậy còn chờ gì nữa, mau lên xe đi thôi. 3 người đều leo lên lưng A Khôn, hấp thụ tinh thạch năng lượng bạc đoàn.
A Khôn đã đột phá đến sát đòn cấp 5. Bên ngoài thành Trường An vẫn là một cảnh tượng đổ nát. Ở trong thành Trường An, tôi suýt nữa quên mất bây giờ là tận thế rồi. Ra khỏi thành nhìn thấy vẫn là zombie khắp nơi. Đúng vậy đó, cho nên mới nói đại ca của chúng ta anh minh thần vũ biết bao. Và sâu xa như vậy, thành Trường An đã được xây dựng thành nguồn đào hoa trong tận thế. Lần này chỉ cần khai thông được nguồn khách thì việc kinh doanh bất động sản của chúng ta chắc chắn sẽ bùng nổ. Nói chuyện một lúc, mấy người đã đến không trung thành Thiên Khởi. Đại ca, đến nơi rồi. Anh định làm thế nào? Không vội, trước tiên phải nắm rõ tình báo đã rồi tính. À không, xuống dưới vào khu rừng rậm đó. Được rồi, Phan Anh đại ca. Thâm Hải biến dị, A Khôn lập tức hạ cánh trong rừng rậm. A Khôn, trước tiên mày về căn cứ đi, thể hình mày quá lớn. Lần hành động này chúng ta phải tiến hành bí mật. Phan Anh đại ca, ăn tiệc. A Khôn muốn ăn tiệc. Ăn tiệc còn một đoạn thời gian nữa, đợi tao đánh bại lão đại thành Thiên Khởi mày mới có thể ăn tiệc. Bây giờ mày về căn cứ chờ trước đi, đến lúc ăn tiệc tao sẽ gọi mày đi. Đi đi, nhanh về đi, đừng để lộ. A Khôn tức giận vẫy đuôi bơi về phía xa. Đi, chúng ta vào thành. Ba người một mèo nói xong, dọc theo con đường nhỏ bí mật tiến về phía thành Thiên Khởi. Còn Thâm Hải biến dị A Khôn thì vừa chửi vừa bơi về. Bây giờ không được ăn tiệc, vậy chẳng phải ta chạy một chuyến không công sao? Ta không sao có thể cam tâm chỉ là một công cụ được. Đang lúc hắn tức giận, đột nhiên liếc thấy không xa có một chiếc xe đi qua. Thùng xe tải này phồng lên căng tròn, tuy không nhìn rõ chở cái gì nhưng lại tỏa ra một mùi thơm của thịt cừu. Hắn lập tức vẫy vây kỳ lạ, gào thét cuốn lên một cơn bão cuồn cuộn lao về phía xe tải. Chết tiệt, gió to quá, mau tăng tốc vào thành. Lô hàng này là do đại ca đích thân chỉ định, không được có sai sót gì. Nhìn là sắp vào thành rồi. Thâm Hải biến dị A Khôn trên không há to miệng hút mạnh một cái, hàng hóa trên xe tải lập tức bị cuốn lên không trung. Hóa ra là hơn chục con dây đông lạnh.